Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming luôn nha. Và Duy Khải chúc anh em mới vô live stream cũng như đang xem live stream một buổi tối xem live stream vui vẻ anh em ơi. Ở video này thì sau vài ngày Khải chuẩn bị đồ đạc các kiểu đâu vào đó thì hiện tại set đồ của Khải với cái so với cái set hiện tại đây thì anh em cùng nhìn sơ qua thì Khải sẽ chuẩn bị lên đảo và Khải sẽ có một số thay đổi cho cái lượng kháng lôi nó cao lên một tí. Hiện tại kháng lôi của Khải cố gắng lắm là được 75+1 nè, với hiệu ứng là 80 chón đó, 80 chậm đó, và lượng kháng lôi 75+1 và kèm theo áo nhu tình cái năng cũng có một cấp đó. Đây set đồ ngọc bội mới mua luôn cho anh em xem ngọc bội đẹp không đó. Và bây giờ thì Khải sẽ lên đảo và Khải sẽ bỏ bớt 40 chón từ cái nón đi. Khải sẽ bỏ bớt 40 chón từ cái nón đi, tại vì là như Khải đã nói với anh em thì tầm này là server đã hơn 6 tháng rồi anh em. Lượng mà cái ạt giọt đang hoặc là trong những cái trận tống kim giao tranh đó thì Khải cảm giác nó không còn giao tranh mạnh như hồi trước nữa. Nó giao tranh rất là lẻ tẻ. Quýnh một trận tống kim thì giao tranh cao lắm 2 đến 3 tour nè, nên là cảm giác thì ít giao tranh. Thì Khải nghĩ rằng nên bỏ bớt kháng lôi đi thì hợp lý. Để Khải đẩy cái lượng, quên, Khải bỏ bớt cái lượng chón đi từ cái nón đi. Khải sẽ mang nón kháng lôi này vào để tăng thêm cái lượng kháng lôi có thể 75+3 nha em. Khải sẽ thở lên 75+3 nha. Thì Khải sẽ trụ với thằng giỏ đan nó ok hơn. Chứ tầm này nói thiệt anh em nhớ, vô tống kim mà hai thằng giỏ đan mà tầm nó mang áo nhu tình rồi nó kỹ năng càng khôn các kiểu nó quýnh Khải thiệt anh em. Chỉ cần hai thằng thôi, hai thằng mà nó chụp lại phạt. Trong khi đó Khải vô lách Khải cắn vèo vèo là 75+6 luôn nè. Khải cắn lách vào là 75+6 luôn á, mà không trụ đam nổi của hai thằng nó đam một cái, một là bốc hơi luôn, đúng là kỳ hờ, vẫn là kỳ hờ. Nên hôm nay Khải sẽ tăng thêm hai nữa, Khải sẽ tăng thêm 2% xanh ở sau nữa là khoảng 40 kháng lôi ở sau nữa thì Khải sẽ được 75+3. Nếu mà được 75+3 Khải vào tống kim Khải cắn vào thì chắc chắn lúc đó Khải sẽ được 75+9 đó, chắc chắn em luôn. Thì sau khi lên đại tướng Khải sẽ lên được 75+9. Thì nếu với cái độ 75+9 40 chón thì không biết là cái trụ được thứ dưới thằng giỏ đan không, nhưng mà Khải nghĩ sẽ trụ được, tại vì mình lên đến gần 2% nữa là gần 40 kháng lôi nữa nè, thì Khải nghĩ sẽ ok. Tuy rằng mình bỏ bớt cái chón đi, Khải sẽ đánh với hiệu ứng 40 chón thôi, tại vì tầm này giỏ đan nó cũng hơi ít chứ không có nhiều, mà đa số là bị bắt lẻ nè, chỉ cần hai thằng giỏ đan hoặc là một giỏ đan một ngày mười nó bắt lẻ là Khải chết ngay. Nên là lần này thì Khải sẽ cố gắng Khải tăng cho anh em xem. Khải sẽ tải là mang sẽ đồ lại cho anh em xem đó. Hiện tại anh em có thấy chưa, tại là 75+1 lên luôn này. Đúng rồi, khách thì vẫn chịu đúng rồi, nhưng mà mình vẫn làm cái gì đó để mình giao tranh tống kim rồi mình gặp thằng giỏ đan mình cũng có thể chạy được đâu. Chứ với cái tầm này nói thiệt em, với hiệu ứng 80 chón rồi thì Khải thấy là quá dư để chạy rồi, nhưng mà thiệt tình là bọn nó đam to quá không chạy nổi đó, đam quá to nè, đam quá to trong tống kim không chạy nổi, nên là Khải phải quyết định bỏ 40 chón cái nón ra, Khải mang kháng lôi vào thì anh em cùng xem Khải thì như thế nào nha. Thì Khải mang set này vào thì như Khải có nói thì Khải sẽ vẫn giữ được 80 chậm 40 chón. Ui đẹp ấy, 75+3 thấy chưa, em thấy Khải tính chưa, easy luôn, Khải tính từ đầu rồi nè, mang vào là 75+3 luôn. Đây như đây là bao tay cũ nè, bỏ này, nón cũ bỏ này, nhẫn cũ kháng lôi 19 bỏ này, đai lưng này 45+ bỏ này, giày này thì mới tháo ra bỏ luôn này đó, Khải tháo ra. Còn anh em cùng xem dưới Khải thử nó có gì khác biệt hơn luôn nha, đó không, Khải tính hết rồi. Tại vì là tầm này Khải chỉ chơi khoảng 40 chón thôi. Ví dụ như gặp nó đánh được thì đứng lại phạt phạt nó 2k nó chết. Còn không thì với lượng kháng lôi cao này thì mình cũng thở bỏ chạy được nè, cũng có thở bỏ chạy được. Chứ hôm trước kháng lôi hơi thấp á, trong đó vào tống kim cắn lách cũng lên 75+6 mà nó quýnh, nhưng mà 2k 3k chết rồi. Nên nó khó chỗ đó. Rồi ok. À rút hạng như vậy, tầm này người ta ăn event nhiều nè. Tầm này thì Khải chưa ăn event tiền vạn á, nên là nó bị tụt hạng từ 45 xuống 48, 78 rồi. Bây giờ thì Khải sẽ mang ít đi vào tăng máu đó, Khải sẽ tăng ít tăng cái này lên 61 như thường lệ. Khải là vẫn là 61 nữa nè, đỡ nó tròn cái móc. Khi Khải mang cái phi phong vào thì nó sẽ tròn cái móc là 14k5 lực tây đó. Ok, không gì thay đổi, không gì thay đổi, vẫn là 14k5 lực tây. Tại vì hiện tại bây giờ Khải mua phi phong mà chưa có nè đó. Rồi ok, với lượng mana 900 được mana 900 đó. Alo, cừu sát thử, để từ từ đi vào một máu, đi một máu à, đi một máu để thành giỏ đan này cừu sát thử mình chết ra đây một chút nha. Nó thành cừu giỏ đan này nó quýnh mình chết không đủ chỗ này máu hai loại à, hai loại máu à. Ok, mua hai loại máu đi.
hay là máu thì nó mình đứng cho thằng giáo đang này nó bê mình vài cái thử cảm giác thốn không anh em. Ở đâu sao muốn được nó ta, ở đâu sao kẹt rồi, sao muốn cho ta. À, ôi bên này nó bị cái gì rồi anh em, phải mua mà nó không chạy nữa anh em ơi, này thấy chưa, bị gì rồi, chắc bị dính cái gì đó rồi. Đam mình thử. Ở này là ngồi nha anh em, ở này là ngồi là 75 cộng 3 rồi đó, thấy chưa, ở ngồi là 75 cộng 3 rồi đấy. Còn vào tống kim thì Khải sẽ cắn lắc là 75 cộng 9 nha anh em, Khải sẽ lên được 75 cộng 9. Rồi, ủa tính này không, anh em thấy thốn không. À, nó đam mấy vài cái bốc hơi luôn. Cái đây là ở ngồi nha anh em, mà vào tống kim thì Khải cắn lên 75 cộng 9 thì biết như thế nào nha, ở ngồi mà anh em không. Nói chung Khải 3 con cái Khải bốc hơi rồi. Quá trời hell, đúng là vẫn kỳ hợ anh em không, vẫn kỳ hợ. Ngừa quá. Đây là thằng giỏ đang 4 cấp anh em, nên là Khải sợ là sợ chỗ đó nè. Ui Khải bị lắc hình ảnh rồi. Đây là giỏ đang 4 cấp này, 4 cấp gờ quá, nên là Khải sợ là sợ chỗ này nè anh em. Vào trong tống kim á, hai thằng giỏ đang mà tầm 4 cấp như thế này nó quýnh Khải thì hai thằng chỉ cần nó chụp Khải vài cái Khải bốc thôi, nhanh vài cước 4 cấp. À bạn không có vi phạm à, Khải có cái vi phạm không ông này chẳng... À bị lắc không thấy, không vi phạm à. 3 cấp mà nó quýnh cỡ đó nè mọi người, 4 cấp nó quýnh Khải sao sao chịu nổi. Đúng không, đó giờ là mới test rồi đấy anh em không, ráng lên được 75 cộng 3 luôn ấy mà nó quýnh gì hai ba cái là bốc hơi luôn, đúng là công nhận vẫn kỳ hợ. Nhưng mà không sao, chủ yếu là mình đánh tống kim rồi nè đó. Ui đừng có nó đánh rồi, coi chạy thì cố chạy, thì cố chạy từ chết không, chạy đánh đi Khải, chạy nãy Khải đứng im nó dùng đam giờ Khải chạy, giờ Khải chạy từ chết không đó, thấy không, 40 chón chạy như thế này là đánh ok rồi, đánh đi đó, thấy chưa, đánh đi, hồi nãy là đứng im là dùng đam, giờ đây đánh đi, tôi test phát, tôi test phát, đánh đi ba, tôi quạt ông này, trời ơi tôi quạt ông ba cái, hai cái ông cũng chết này. Ủa không biết mình bị lát hay là nó bị sao mà nó không mang đồ vào ta, sao nó không mặc đồ vào ta, anh em, nó không hiểu luôn anh em, mình quạt nó hai cái nó muốn bốc hơi này, hay là mình bị lát hay nó bị lát ta, anh em đợi tới được hãy ao ra vô lại thử nè. Cái áo này vô lại thử nha. Đồ đâu hết rồi. Ui bị lắc, mình bị lắc hình ảnh rồi. Bị lắc, tôi bị lắc. Rồi đánh đi. Rồi ở ngoài thử đánh được coi. Đánh đi. Đánh đi. Solo, solo mày, khô máu mày luôn. Khô máu mày luôn, khô máu mày luôn. Đó. Đúng rồi, đó. Đó, anh em thấy không? Nhưng mà mình đứng yên một chỗ á là mình dám mà dính đam mà chết ngay. Còn Khải mà chạy, Khải bơ ca, Khải chạy là cảm giác thằng giỏ đang đánh Khải không suy nhơ nè. Đó. Ừ chắc là bị lắc. Hello Lỡ Nguyễn nha. Khải ao ra một cái. Chắc là bị lắc á. Em về chút nha, Khải test một xíu nữa xuống đảo đi hoạt động anh em ơi. Ở đây. Vứt cho ít mana với. Mana với. Ôi gì mới ba cái chết rồi. Lại. Tại vì ông này không có bằng phòng thủ nè. Không có phòng thủ nên là thiên chém khá là thốn ấy. Khải lần này Khải không thiếu phi phong. Chỗ này Khải mà có phi phong lên 4 cấp nữa thì cái tiết anh của Khải sẽ là 63. Cái tiết anh của Khải lên 4 cấp sẽ là 63. Tại vì đang thiếu phi phong này. Chứ mấy hôm mà Khải lúc nào easy 4 cấp cả mà tầm này hết phi phong rồi. Nếu mà Khải lên được cái tiết anh 63 này là 4 cấp nè, thì cái đôi giày của Khải này là easy luôn nè mày, 463 cộng với 37 thì Khải sẽ cộng được 10 tốc độ di chuyển dưới ngựa, quá tuyệt vời luôn nè, đó quá đẹp luôn đôi giày, nói chung là mua chúng đôi giày quá đẹp quá đỉnh cho thủy yên luôn. Hello Thông Nguyễn nha, hello Chí Nguyễn Dê nha, hello anh em nha, chúng là quá đẹp luôn. Thôi ok chắc xuống đảo thôi nè mày. Ok rồi, nói chung là tầm này với lượng kháng lôi 75 cộng 3 thì Khải nghĩ chủ đám đông này nọ nó ok. Bỏ bớt chón đi. Và anh em cùng xem lại sơ đồ của Khải một lần nữa đỡ trước khi xuống đá nha mọi người, có gì khác không nha. Đây, Khải vẫn nội công số 1 đỡ, Khải mang phi phong vào thì lực tay Khải tròn 14k5. Đó, và kèm theo full sinh khí. Và như anh em thấy thì đây, nó kháng lôi 30. Bao tay kháng lôi 30. Ngập bội kháng lôi 30. Nói chung là những hăng này là Khải suy tìm lắm luôn anh em, server rất khiếm. Rất hiếm luôn nha, gọi là normal đúng không ấy. Đôi giày kháng lôi 30. Đó.
Còn đai lưng này Khải đánh lên bài boss ra. Ở bắt trước thì anh em cũng đã thấy rồi. Và Khải sẽ lên cái bắt video 21 đó cho anh em xem lại sau. Nhẫn 540, Khải cũng sang ra luôn. Đó. Hơi tù cái thì vì nó không có nỗ lực thôi, nhưng mà nỗ lực tầm 900 là đủ rồi. Nhẫn kháng lôi 27, ôi kháng lôi 24 cũng là sang boss ra luôn. Đó, ở cái bắt 21 Khải là sang ra ba món này luôn nè anh em, quá đẹp luôn này. 24 này, 40 chậm này, 40 chậm này. Đó, Khải sang ra được ba món này là Khải dứt luôn em. Và đi theo set đồ đẹp luôn. Rồi, anh em xem video đừng quên ủng hộ Khải một like một chia sẻ nha em ơi. Đó, em thấy gì khác thường không? Khải bỏ bớt 40 chón từ cái nón. Và Khải thay đổi kháng lôi 30 từ bao tay. Ngược xuống làm chậm xuống cái nhẫn dưới. Đó. Easy chưa? Kháng lôi như thế này thì nếu mà đã có nghe mì ở bang nữa, kháng lôi có thể lên 75 cộng 5 hoặc là kèm con lôn là 75 cộng 6 anh em, không biết đâu. Quá chất luôn. Rồi. Anh em xem video và đừng quên ủng hộ cho lần thay đổi đồ này một like chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Chứ gì ăn ban Khải đợi dành sau này đồ set này mới tính sau nha anh em. Đừng quên ủng hộ Khải một like chia sẻ nha.